những sản phẩm này chỉ có con này cũ thôi nè. Thằng này không có. Mày để hình bậy. Mày để bậy, chết mẹ rồi con. Dân Việt Nam này nó tào lao lắm. Nó mình nhiều khi mình chửi nó ít dân tí thấp thì nó cũng hổn. Chứ nè, mày phải bỏ chữ EA vô cho tao. Đó, dân Việt Nam này nó thiệt mẹ nó đần tới cái độ á. Ủa quay quanh có EA không? Tao nói mẹ quay không có, đó có gì. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở mẹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình đặc biệt của anh Duy Nguyễn ngày hôm nay. Đợi chờ tụi Maria mòn mỏi, đợi chờ cũng chưa hơn chờ người yêu nữa. Đói bụng muốn chết. Vậy thì các bạn sẽ hỏi hôm nay BBT có gì mới không? Trả lời có hai điều mới căn bản. Điều mới thứ nhất, cái áo Duy đang mặc đẹp quá. Logo BBT. Triết lý gym phục vụ cuộc sống, lean body, bất tử cùng thời gian, trường tồn theo năm tháng. Đẹp không các bạn? Áo tặng cho người hữu duyên nha các bạn. Rồi, điều mới thứ hai là cái gì? Hệ thống soccer THOL đã trải qua thời kỳ khủng hoảng bình lắc. Tại vì đang uống cái bình lắc này nên không có review bình lắc này thôi. Nhưng mà bình lắc THOL phiên bản mới có gì mới hay không? Chắc chắn là phải có mới rồi. 100.000 cái bình lắc của tôi. Đơn giản thôi. Tại vì kỳ ở đi qua Mỹ không có móc cầm mỏi tay quá. Cầm lần 5 ngón, giờ cầm 1 ngón thôi, 4 ngón còn lại móc 4 cái khác. Thực dụng ha. Đây. Thôi. Cứ lỗi gì cứ đổi thoải mái nha các bạn. Đó, ok, này làm cho Dư rồi. Đơn giản thôi, Dư không đi vào cái sự cầu kỳ mà đơn giản mà thực dụng. Đó là giá trị của Dư Nguyễn. Logo mặt trước Thor Stream phục vụ cuộc sống. Logo mặt sau BBT. Đó là cái mới. Và cái mới tiếp theo là Dư uống Trufit. Các bạn sẽ hỏi Trufit uống khi nào? Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay Dư uống Trufit có lý do. Chết mẹ khui lộn hũ mới rồi. Lộn này. Này cũng mới luôn. Chán ghê trời. Ngay gọi lại gì lỡ chơi, giỡn chơi có chút xíu ai dè có con. Anh đã nặng mới không vậy hả? Thôi lỡ rồi chơi luôn. Đây, Trufit. Trufit là một loại meal replacement nha các bạn. Thay thế bữa ăn. Nó khác Lean Body. Lean Body cũng là meal replacement mà cái này cũng là meal replacement nhưng mà thành phần nó khác về của công ty khác. Nó sản xuất, đặc điểm của này là bò ăn cỏ. Bò ăn cỏ, bò không chích thuốc bạn. Mình dùng cái chữ bò ăn cỏ là con bò này nuôi có học á, còn bò kia nuôi ăn tạp. Chích thuốc này nọ, dụ như bò bị ung thư chích thuốc vô các bạn uống thuốc ung thư của con bò. Nha. Đây là sự khác biệt, chờ chút xíu đói quá, uống cái đã. Wow. Giá trị của thằng đói súp. Chắc là còn hả ta? Dạ, hồi xưa Duy uống cả hết luôn á. Không, nãy thử cho miếng là thấy bà rồi. Thôi, đầu video vậy thôi các bạn. Nhưng mà cái nội dung chính Duy Nguyễn muốn truyền tải là Duy có một cái fault rất lớn, một cái biến rất lớn từ rạch B. Mà bây giờ nó thật sự với bạn, Duy cũng biết suy nghĩ sao để giải quyết cái fault này nữa. Cái biến này rất là căng. Như các bạn đã biết, tôi công du qua tiểu bang Florida của Mỹ, ở bên đó ăn chầm làm về 10 ngày. Có hai tiểu bang tôi ở lâu nhất, đó là Cali và Florida, cái bờ đông, cái bờ tây. Đó, 10 ngày ăn dầm nằm về để gọi là đưa ra những cái hợp đồng đàm phán triệu đô với RB. Để được có một cái hợp đồng mà chơi được thì phải có sự đánh đổi. Đúng không? Lúc đó là RB ép Duy nhiều lắm. Đó, Duy giận luôn mà, tính nó thôi nghỉ không chơi nữa. Về việc mình luôn. Quan điểm của Duy vậy đó, không là không hợp tác là đối thủ. Đối thủ thì chơi theo kiểu đối thủ, hợp tác chơi theo kiểu hợp tác. Tại vì bạn biết không, cái RB á, hồi cái kỳ mà Duy qua bên đó đó, ký cái hợp đồng mới á, nó trải qua cái thời kỳ khủng hoảng sản phẩm. Mọi nhìn đi. Những sản phẩm này chỉ có con này cũ thôi. Thằng này không có, mày để hình bậy. Cái này không có bán mày, cái này hết hàng, nghỉ sản xuất rồi, quỷ. Mày để bậy, chết mẹ rồi con. Không, mọi nhìn đi. Tất cả chỉ còn mát nữa, mát như hết hàng rồi. Chỉ có con này cũ á, với con mát cũ thôi. Còn hầu như nó đổi hết.
nó trải một kỳ đổi sản phẩm đồng loạt. Mà bà nghĩ coi, thằng quay này là quay sinh viên, thằng mát kia cũng mát sinh viên, mà nói mát sinh viên cho lịch sự thôi, nói chung là quay nhà nghèo. Nó quay gì đâu, chưa tới 1 triệu bạc hủ cho bá. Chưa tới 1 triệu bạc hủ cho bá này bán lời được nhiêu đó. Vậy thì tôi lấy cái gì ra để tôi phát triển RHB đây? Không có cái gì cả. Ngậm ngùi chưa? Nó ra một đống sản phẩm mới vậy nè. Mà ở Việt Nam nha bạn. Đâu đâu, nè nè, hai thằng này giống nhau nè. Tôi nói cho bạn nghe, hai thằng này giống nhau. Hai thằng này nó không khác gì trơn, nó khác nhau cái hộp thôi đó. Nhưng mà cái luật của mình đó, khác cái hộp là khác sản phẩm. Đó, đi về Việt Nam, nhà nước quan niệm rằng hai này hai khác nhau. Mình phải cho này đi học lại. Mà một lần cho thằng đi học đó là trăm thân luôn đó chứ. Khổ lắm bạn ơi. Nó đi học giống như nít đi học vậy đó. Nhanh thì 3 tháng, chậm cả năm mới có được cái certificate. Đó. Vậy thì tôi ký hợp đồng cho ông 1 năm mà bây giờ tôi cho đi học hết mấy tháng rồi tôi làm gì đây? Trong thời gian đó tôi làm gì để tôi phát triển? Đúng không? Cái đó là cái sự khó khăn của mình trên cái bàn đàm phán với nó. Nhưng mà nó tao đóng khe, nó chịu nước mày, mày chịu nước tao. Để có một hợp đồng long term và dài hạn, để có một chiến lược phát triển gọi là nó lâu dài á, mình chơi phải chơi lâu dài. Không có chơi mà kiểu rủi ro, hay là không có chơi kiểu mà làm ăn sổ với thầy. Mình là hợp tác với mấy thằng công ty BD mệt lắm bạn. BD năm nó sống nay chết mai. Mấy BD nó vậy đó. Bên Mỹ công ty sản xuất súp thì nhiều mà BD cá đóng. Nó giống Việt Nam mình thôi. Đó. Mà có một cái á, một cái điều mà gai góc á là RHB ép tôi á là phải phân phối nhiều sản phẩm hơn. Nó không được. Thị trường Việt Nam tao chủ mấy nhiêu đây à, bắt tao phân phối thì sao tao làm được. Mình cũng nói cái khó khăn mình ra. Cái nói là thôi nhưng mà giờ về chiến lược phát triển hai bên, nói chung là nó cũng vừa đấm mà vừa vuốt. Chứ nó đấm không bao giờ nó chết rồi. Đó. Nó cũng vừa đấm mà nó vừa vuốt, thôi kệ nó đi. Nên bạn sẽ thấy lý do. Nhưng mà tôi nhìn ở trong đống sản phẩm mới của nó, tôi thấy được cái chữ tiềm năng ở đâu. Wow. Tôi mới dám ký chứ. Yes. Không ký bậy cho nó nhục. Cuộc đời của Duy Nguyễn không có sợ mất tiền mà chỉ sợ cái chữ nhục thôi. Bây giờ mẹ nó nói với nó, nói hay nói đã đời, chém gió dữ vô. Ủa mà về mà làm không được. Ủa mà nhập đơn hàng đâu đi xe tải mày. Hả? Mày qua đây mày chém gió ghê mà nhập đơn hàng đi xe tải. Mỗi lần Duy Nguyễn á, nhập hàng xin lỗi các bạn, xin lỗi RHB chứ. Cái kho nó chạy như dịch. Tại vì nó là Multi Warehouse. Hiểu không? Không hiểu nói tiếng Việt. Kho hàng của nó là phân bố nhiều bang. Nó tập trung chỗ. Wow. Này nè, ghê nè, ghê nè. Làm ăn logistics mấy vụ video này. Tôi nhập một cái cha con nó từ Jacksonville, Wisconsin. Wisconsin là đang cá lộn vụ bầu cử đó. Texas. Nó Miami. Wow. 4-5 cái kho nó chọt cái. Ví dụ cái này đi từ Wisconsin. Nó chơi vậy đó. Ví dụ như cái nhà máy á mà nó sản xuất cái nồi chiên cái đó, chứ không phải là nhà máy ăn tạp. Bạn chưa tham quan nhà máy Mỹ bạn chưa hiểu. Ủa có nhà máy con loại nhà máy nó đẻ ra nhà máy bao nhiêu tiền á, công nghệ hiện đại ghê gớm vô sản xuất mỗi quay thôi. Còn cái dạng bột đều cao BC nó phải sản xuất ở một cái nhà máy khác. Các bạn đâu nghĩ rằng một cái nhà máy nó gom được khánh đóng đâu. No. Mà thằng RHB là gì? Nó quá trời sản phẩm luôn. Đó, nên quay lại vấn đề, Duy nhìn được cái gì mà Duy mới dám ký? Nhìn được đây nè. Duy đã từng nói một câu dõng dạc vào tất niên của một BBT 2019 hay 18 gì quên bà đó rồi. Nằm trên sân thượng đây nè. Duy nói một câu là qua rồi cái thằng có stand. Đó. Bây giờ á, amino của năm phải là amylin. Tôi làm được, tôi đã bỏ hai chữ Duy Nguyễn. Bây giờ bạn thấy sao? Đúng không? Trước đó là Duy phân phối thằng S10. Sao cảm thấy thằng này nó đấu kiếm quá. No. Đấu kiếm. No. Hả? Nên giờ tao thấy tôi nhìn được cái tầm nhìn của Aminolin. Aminolin là một sản phẩm nó khá phù hợp với người Việt Nam. Thứ nhất về giá tiền, thứ hai về cái production của nó. Có mấy thằng ông nội ở Việt Nam kinh doanh chứ biết nhìn, không biết nhìn cái production bên Mỹ nó có đủ đáp ứng hay không. Nó có long time hay không. Nó sản xuất một tháng ngộ đẩy về Việt Nam hết lô hàng mừng chết mẹ thôi nghỉ luôn. Thằng kia ăn ớt. Đó là một. Aminolin tôi nhìn thấy được nó là một cái BC không thể nào mà gọi là bị đánh bại. Ở cái phân khúc thấp, phân khúc mà dành cho sinh viên, phân khúc dành cho thôi em giờ kinh tế còn vợ còn con đồ, để nó mấy bạn mà mở mấy con này lên đó là phải đập Aminolin vô. Bây giờ Aminolin nó giành giật nhau mà lấy. Thật sự với hệ thống đại lý của BBT á, hàng về cái một á là hả hết, bị mấy lần rồi.
mấy cái tháng đầu năm. Amorin hả, gom hết kho của Đạch B luôn. Được, chưa tới 10 ngàn hũ đem về cái một thằng bách. Làm tôi hụt hàng luôn, tôi không có hàng tôi bán luôn. BBT không có hàng bán. BBT bị hụt luôn, giờ rút kinh nghiệm trữ. Mà biết cái gì này không? Tao ký với mày với điều kiện, mày sẽ xuất tầm 10 ngàn hũ này liền. Wow. Đúng không? 10 ngàn hũ này liền. Chuyện đó tôi chưa chia sẻ. Tại vì tôi không thể nào tôi nhập cái hũ này, chưa đi học nhập gì. Yes. Bên Mỹ nó có, bà sao? Ôi anh Duy Nguyễn ơi, bên Mỹ nó có rồi, anh nhập về đi. Tao lại mày, tao phải cho đi học tao mới nhập được nha. Tao phải chứ nào buôn lậu á. Buôn lậu muốn nhập sao nhập. Đó. Lúc đó là Duy chưa nhập được cái hũ này, mà phải nhập cái hũ này thôi. Tại sao cái hũ này còn ở đây bên Mỹ nó tiệt chủng từ đầu năm rồi. Là điều kiện để ký là phải sản xuất 10.000 cái hũ này. 10.000 hũ này cho mình BBT thôi. Ông đặt rõ xanh kia nó lẹ lẹ đi coi chừng giờ nhà sản xuất tôi nó chuẩn bị nó đổi công thức mẹ nó rồi ông ơi. Giữ lại công thức cũ, nó kêu là cái formula nó giữ lại cái cũ, mắt riêng trong BBT đó là điều kiện. Wow. Đó là một điều kiện nha. Rồi một cái tiếp theo nữa đó mà Duy nhìn á có thể chơi được đó lần này, một cái loại mà reward, một cái loại mà meal replacement. Đó giờ bà có nghe tới chữ mà bọn cỏ chưa? Chưa đúng không? Duy Nguyễn nhồi sọ bạn từ đầu năm giờ bạn mới hiểu được chữ bọn cỏ chứ bạn đâu biết bò ăn gì đâu. Bạn có tưởng quay nằm như quay đó à? Không phải. Này là bọn cỏ. Giá trị đây là bọn cỏ. Đó. Mà giá trị đó là một cái loại mà meal replacement mà calo thấp. Thằng Lim Body calo nó cao hơn. Tụi mấy thằng khó nói thôi giờ ăn vô calo nhiều dễ mập thôi ăn này cho đỡ. Thì mỗi cái nó có một cái giá trị khác nhau. Nên tôi nghĩ là sản phẩm này có thể phân phối và phát triển được. Nên nó cũng là một trong nguyên nhân để mà Duy Nguyễn ký vô cái contract. Rồi tiếp theo, linh hồn nó là gì nữa? Nè True Fit bạn thấy không? Rất là nhiều mùi, rất là nhiều sản phẩm. Rồi, còn đương nhiên là mấy này là cái truyền thống của nó rồi, không nói nữa, mấy sinh viên. Yes. Thấy không? Rồi sản phẩm của nó một nùi nè, mày thấy không? Giờ nó có nè, cái gì Reatin rồi Aminolin dạng nhỏ rồi, nè chưa đủ hàng đâu. Cái này là chẳng qua tụi nó bán hết rồi tụi nó không chân á. Chứ cái nguyên cái dòng của thằng Đất B này cả nồi. Nó còn cái gì mà ở dưới có mà nó đem lên cái gì mà steam free rồi cái gì mà cái hũ mà xanh xanh cao cao nữa nhiều lắm. Trời đất ơi, Duy nhớ mà cam kết phải 20 mặt hàng là có đó. 20 mặt hàng mà mỗi mặt hàng thêm số mùi từ dạng biên tới dạng nén, từ dạng nén tới dạng bột. Còn một cái chưa số ốc đó là cái gì? Đó là cái gì? Thấy da gì đẹp không? Da gì đẹp là da tự nhiên. Nhưng mà xin lỗi thằng RHB này có một sản phẩm đó là Locazen. Collagen, nó lộn. Collagen. Cái collagen đó là natural luôn. Đó. Chưa phân phối. Bí mật thôi. Một đống reward cao của nó. Rồi BCA của nó nhiều lắm, nói chung là nó rất là nhiều. Thì phải nhìn vô những cái điểm đó đó. Mình cảm thấy như thế nào thì mới có thể ký được. Nó tóm lại là đầu tiên nó có những sản phẩm mình có thể phát triển được và nó có thể thành đạt ở Việt Nam. Và cái thứ hai nữa đó là nó sản xuất cam kết một số sản phẩm mà phải duy trì sản xuất cho riêng BBT. Mình phải thế nào mình mới dám làm kiểu đó chứ, mấy ông nội nhập xe tải về đây bố nó làm cho. Đó, tôi nói ở đây là tôi thấy cái tầm của mình trên bàn đàm phán và cái khả năng tiêu thụ thị trường. Chứ không phải đùa đâu. Mình nói gì nói đó là danh dự. Danh dự. Không có đi chém gió. Dùng chữ chém gió cho nó vui thôi. Mày làm không được ôm mặt nhục. Nhục cho cả Duy Nguyễn mà nhục cho cả người Việt Nam. Cái tật mày khoe khoang mày nổ hả? Đó. Nhưng mà hôm nay dính cái phốt đau quá chứ. Rồi còn này nè. Tôi có một phản đồ tôi cay lắm. Tôi nói ok. Một trong những điều kiện này là Duy đưa ra. Tại vì cái điều kiện của người kia đó là gì? Là phân phối thứ nhất, đa dạng sản phẩm của nó. Thứ hai á là doanh số năm 2020 này gấp đôi 2019. Wow. Mẹ thấy có thằng nào mà nó đàm phán ba gai không? Tôi hỏi thiệt luôn á. Các bạn thấy có thằng nào đàm phán ba gai không? Gặp người ta tao bỏ về luôn. Ủa, năm 2019 tôi chạy cổ ra. Ông tham dừa thôi. Bây giờ điều kiện của 2020 gấp đôi 2019. Ôi mà nghe muốn phun máu á. Gấp đôi là nhiều, tăng trưởng 100%. Mà thấy trong kinh doanh có thể không? Thị trường Việt Nam chừng đây người à. Tôi làm sao để tôi tăng trưởng gấp đôi?
cũng cay lắm chứ. Tối đó về suy nghĩ tìm phương án ngày mai chơi tiếp. Đàm phán phải là một ngày các bạn, đàm phán là nhiều ngày đó. Hợp đồng ký trên bàn nhậu ở bãi biển Miami. Wow. Nói trên bàn nhậu thôi chứ đi 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 ăn xong rồi về ký. Nó chở tôi trên cái xe mà Range Rover, giám đốc nó chở tôi cái xe Range Rover mà xe Range Rover nó để cũng để cái ghế inox chở con. Trời ơi, nó formal tới vậy. Ủa lộn, nó informal chứ đúng không? Vậy đó, ăn xong bắt lính trả tiền với bà luôn. Thôi về tôi suy nghĩ tối ngày mai tôi chơi thêm chiêu nữa. Tao nói bây giờ ok được, bây giờ tao với mày hợp tác làm một cái sản phẩm riêng. Thành phần này ok, anh cung cấp số liệu tư liệu thành phần này nọ về tất cả yêu cầu tất cả thứ. Đó lần này nè, nó có này, nó con này rồi nè, nó con này thì đâu cần này, bà thấy này này đâu bán đâu, bà kiếm này mua Mỹ thua, có Việt Nam có thôi, đó phát triển riêng, đó lần 5.000, 10.000, 15.000 gì đó, mũi mùi nhiêu đó, tôi làm loại 5 bao thôi hả, bà thấy tôi làm 2 bao đâu, đúng không? Nhưng hàng người ta, ta phải làm 2 bao tới 5 bao, bao giờ cũng vậy thôi à. Cho anh mượn hũ nhỏ nhỏ 2 bao đi mấy em. Đấy, nè. Quay đầu tiên Isolate của Apple gần. Phải 2 bao chứ. 2 bao với ta 5 bao, bên Mỹ nó chủ 5 bao đâu, dân Việt Nam mình mới 5 bao. Bởi vậy bạn có thấy á, tôi nói cái này là mang màu sắc thiết kế của Duy Nguyễn. Mang màu sắc thiết kế của Duy Nguyễn, ngay cái chữ Isolate là tôi đặt đó. Nói thẳng luôn. Đúng không? Hợp với nó chán lắm. Đặt gì nè, 100% quay. Nó đặt cho nó gì à. Nói chung nó đặt mấy cái tên rất là thường. Quên bà đặt gì rồi. Nhưng mà tôi nói không, tao có dán liên bộ đẹp nhắc cho liên cho tao. Nó isolin, nó nói nhiều nữa, ngắn gọn xúc tích đầy đủ tất cả. Uống iso này vô là liên. Mấy cái tên mang đậm chất như Nguyễn luôn, mà nhìn ra không? Mấy một đêm tôi ngủ được luôn á. Không lẽ giờ bỏ công qua bên đó trời lạnh chứ bộ. Hình như là ngày này năm ngoái tôi đi rồi nè. Đó. Đúng không? Giờ thành phần á, mày phải ghi những cái này ra. Dân Việt Nam này nó tào lao lắm. Nó mình nhiều khi mình chửi nó ít dân tí thấp thì nó cũng hổn. Chứ nè, mày phải bỏ chữ EA vô cho tao. Đó, dân Việt Nam này nó thiệt mẹ nó đần tới cái độ á. Ủa quay của anh có EA không? Tao nói tao lại mày luôn á, thôi mày ngu quá, mày uống đậu hũ đi mày ơi. Mày hỏi người thấy ghét. Nói ủa quay của anh có EA với có BCA gì không? Ủa tao nói mẹ quay không có đó có gì. Hả? Giống như vô hỏi anh ơi ăn hủ tiếu có bánh không? Bánh hủ tiếu á, không lẽ tao bỏ rau giá cho mày ăn mày đó. Nên ông bỏ cái chữ này vô đi, Việt Nam của nó làm vậy đó. Ông đừng có ghi cái kỹ thuật cao, high quality gì, khi cô up chót, up check gì đó. Nó không hiểu đâu. Ông dập thẳng cái chữ vô cho tôi là EA cộng BCA, là nó biết có EA có BCA rồi. Ủa có kinh nghiệm làm nghề mà chạy đâu. Đó, thực dụng chưa? Rồi xong mới ông phải nổ chứ $2 quay rồi tới là solar nữa. Dân Việt Nam này nó tôn sùng $2 lắm. Ngày xưa Duy Nguyễn nhồi sọ đó hay sao á. Bây giờ nó lì lắm mấy bạn. Nó quay $2 đỉnh nhất. Nó giờ quay $2 mà $2 từ thức ăn cho chó mà đỉnh không? Nó không nghe đâu. Đó nên tôi chơi cái này là tôi đập thẳng vô cổ luôn rồi. Tôi hiểu được Việt Nam này nó cần cái gì, nó muốn cái gì. Nên ông nhìn vô nhãn hiệu nè không? Tất cả những cái gì mà để đây là toàn là chất xám của tôi không đó. Ngay cả cái bảng label bên đây nè. Cái bảng label bên đây nha, bạn nhìn coi. Cái bảng bên đây là amino acid profile nè, tôi bắt ghi vô đó, mày ghi vô đàng hoàng mày. Mày không ghi vô mày xạo xạo gì, mấy hãng khác nó xạo không à. Nó có ghi đâu, sao dám ghi. Mày quay cỏ sao dám ghi. Đúng không, quay xịn mới dám ghi chứ ba. Ghi rõ ràng cho tôi đi, ở trong đây là nhiêu gam ghi ra. Không có xạo. Đó là cái gì, đó là cái sự hiểu biết nghề của tôi mới làm được như vậy. Về đây tôi đam nó mới mạnh mỏ. Đúng không? Bằng cái nhãn á, xấu đẹp tùy người nhận xét, nhưng mà cái nhãn này rất là thực dụng. Đó, nhìn đây là một trong lý do quan trọng mấy tôi mới dám ký vô hợp đồng, cái hợp đồng mà tăng doanh số gấp đôi với nó chứ. Không ai dám ký vô chết bà hả ba? Đúng không? Ký vô làm được mất hãng. Mình BA đã đợi cho thằng khác nó hốt, lúc đó mình phải diệt nó nữa. Đúng không? Ba vợ vậy thôi à, Duy Nguyễn BA rất nhiều hãng rồi. Có những thằng phản đồ thiệt luôn. Xong rồi phải tốn công việc nó chứ.
chứ không lẽ mình bia đã đợi cho khác nó ăn tại Duy Nguyễn kinh tế kinh doanh chứ đâu phải là Phật đâu trời. Một đêm mất ngủ để tìm ra phương án và đổi sách. Mình phải điêu làm sao mà thằng đó có thể làm á, chứ không phải mình điêu cái nó làm không được, mày hiểu không? Đó. Nên cái thằng này đó nó mới có mấy tháng thôi à, cái thời gian production của nó 6 tháng vậy đó. 6 tháng mà cũng rất là mừng anh em về đây feedback sản phẩm tốt, uống ngon, đồ này nọ, nhãn đẹp, profile đánh đúng tâm lý mà. Wow. Và thằng Việt Nam thiết kế cái nhãn chắc chắn là Việt Nam nó thích rồi, khỏi chạy đâu rồi đó, nè không, rồi này nọ kia. Nên cũng rất là ok, sản phẩm này tương đối là sản phẩm thành công. Rồi vậy cái post nằm chỗ nào? Cái post nằm ở chỗ doanh số. Tháng này tháng 12, tháng cuối cùng để chốt cái đơn, tháng cuối cùng để chốt hàng. Tháng này là cha con nó tranh nhau nhập hàng này. Tháng này Dương Nguyễn không có tiền đó thầy luôn. Vậy thì á, RB nó mới ngồi cộng sổ, nó nói là BBT năm nay đạt 125% target. Cái điều nó nói lên cái gì? Tôi dư 25% luôn á. Tôi dư 25% luôn á. Vậy thì các bạn sẽ hỏi, ủa ông Duy ông dư 25% phải mừng chứ sao ông nói phốt. Cái gì cũng vậy thôi bạn ơi, có mừng thì có lo. Vậy thì tôi dư 25% thì tôi phải yêu cầu gì? Cái cúp đâu? Đúng không? Cái cúp đâu? Làm nhanh để tới ngày tới cuối năm mà họp đại lý lại đưa cúp ra cho anh em chụp hình chứ, đúng không? Tại cái cúp ở đâu ra? Công của tôi là một phần, đại lý nó tham gia vô nữa một phần hai thì nó mới là cúp của chung, đúng không? Vậy thì cái thị trường Việt Nam này làm được gì cho ông còn phải cảm ơn. Tôi cần cúp với từng lá thư cảm ơn đó, đang yêu cầu. Vậy thì buồn gì? Bạn nói mấy cái thằng tư bản mà, mấy thằng tư bản nó vậy nè, nó không hợp đồng ký rồi nó không sửa được, đúng không? Thí dụ hợp đồng tôi ký năm 2000 tôi năm nay nhiêu năm sau nhiêu là tôi ok, không có nó không sửa được. Nhưng mà nó chơi ép thế nào nó cũng có bài ép tiếp theo à, trời ơi, làm với bọn này lâu rồi biết mà đó. Nói thôi gì năm 2020 thì tốt quá này nó abc các kiểu, thôi 2021 lên chút đỉnh đi đó đồ. Thì đáng lẽ là tôi đang đạt cái chỉ tiêu cho năm 2021 luôn rồi đó. Đó, thì mỗi năm ông tăng chừng 20% thôi chứ tăng nhiêu, mà năm nay tôi vượt 125 là cũng như tôi đặt cái tiêu năm sau rồi. Thì năm sau cái tâm lý cái thằng đó nó sẽ tăng 120%, lộn tăng thêm 20% của năm này nè, nó phải nhảy lên nữa đó. Thì điều đó tôi có thể làm được hay không tôi không biết, tôi không chắc luôn á, không chắc được. Tại vì sao? Tại vì năm sau tôi thêm 3 hãng. Không, đang thêm 3 hãng nữa. Wow. Mà thêm 3 hãng bánh phết lại, đúng không? Bánh phết lại. Mà cái dịch bệnh Covid này nè, nó chuyển biến phức tạp quá, mình đâu kiểm soát được đâu. Nó ngoài tầm kiểm soát rồi, tôi ký với ông lúc đó chưa bệnh mà, đúng không? Như thằng ta, người ta chơi đẹp á, thì ok. Ủa Duy Nguyễn ký với mình lúc chưa bệnh hả? Giờ bệnh rồi thôi đau xuống 50%. Nghe nó cũng có lý. Này nó không có thương mình đâu bạn, nó bắt mình chạy theo bà nội luôn, không thương mình đâu. Thì đối diện với năm sau là một cái thách thức nó lớn hơn đó. Thì bây giờ cái thách thức đối với Duy Nguyễn là gì? Là tiếp tục làm sao để phát triển ổn định thằng RSB này đó, cho những sản phẩm mới và những sản phẩm đã cũ đó, sống chết BA này nọ, chỉnh lại bài content của mấy marketing không đi học vô được. Mấy marketing nó viết bài trời ơi chán lắm bà ơi, tôi vô tôi phải chỉnh lại cái đám này mới được. Hôm bữa coi thử bài MVP, coi xong hết mới coi luôn, phải chỉnh lại. Mà 2021 thì nó quá nhiều việc đi, tôi không thể chia sẻ được, từ việc phòng gym, từ việc sub xít này đó kia. Làm này thì sao nhãn cái kia, đúng không? Làm này sao nhãn cái kia, bạn thấy để có được PT ngày hôm nay, tôi mất 3 năm tôi tập trung sub. Wow. Tôi sao nhãn gym, từ năm 2017, 17, 18, 19, 3 năm tôi sao nhãn gym. Đó, tôi tập quay giáo án quay cho có thôi, cũng máu lửa đó, nhưng mà nói chung là tập trung súp hơn nó. Xong rồi thời gian dạo đây tôi tập trung gym hơn, cái tôi sao nhãn súp lại, đường marketing vô viết bài ối luôn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Nó là một cái thách thức của Duy nó. Và cái tới cái bữa tiệc cuối năm với đại lý thì phải tổ chức thì sao đây, phải có kế hoạch sao đây cho từng hãng riêng biệt, hãng nào đóng đòi thôi, nhưng mà đông con nó khổ.
Nhưng mấy thằng khác nó ôm có một đứa kìa. Nó ôm có một đứa nó khỏe. Mình ôm trong tay giờ 5 đứa có giấy tờ. Thêm thằng Na Uy nữa là 6. Đúng không? Thêm Tức Tức nữa là 7, thêm So nữa là 8. Đó. Giờ thêm hai hãng đang đàm phán nữa là 9, 10. Rồi có nhắm ôm sao? Thị trường phải phân bổ sao? Bây giờ tự nhiên nó vô nó coi cái video này nè. Nó chào hàng ngày nào cũng mấy mới không à. Nó coi video này nè mấy bạn. Vợ nó xe nhau kinh, tụi bay tiếng Anh vô chi cho nó hiểu. Đúng không? Tụi bay để tiếng Việt đi, tụi bay để tiếng Anh vô chi cho nó hiểu. Nè. BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung. Rồi nó vô cái mạng Line-in á. Cái mạng Like-in, cái mạng mà nói chung là shop á. Không biết nó quét đâu ra thông tin, tụi nó nhắn tờ lơ luôn. Rồi chưa kể mấy thằng sale bị đuổi á. Mấy thằng sale bị đuổi từ công ty A vô công ty B. Cái nó biết mình giữ. Cái nó nói thôi giờ mình làm hãng mới rồi, bạn qua bạn chơi với mình này nọ đi nữa. Bây giờ nói chung mày làm ăn lâu năm rồi, dây mơ dễ má nó cả nồi. Đó. Và cái áp lực tiếp theo tới năm 2021 phát triển làm sao để cho nó tương xứng, tránh nó rơi vào cái thời kỳ bão hòa. Đó. Hay nói cách khác, giờ suy nghĩ sao kế đâm mấy thằng ngoài kia cho nó chết bớt kìa. Nói thẳng luôn, khách có nhiêu đó thôi. Khách bây giờ có 10 ông thôi, hiện giờ ví dụ như của BBT 7 ông, bên kia 3 ông, giờ phải cướp bên kia thêm 2 ông nữa cho ăn ông thôi. Đó, thương trường nó là vậy thôi bạn. Đúng không? Nhưng mà mình nói chữ cướp là không phải là mình qua mình đâm bê thóc và thóc được gạo. Đúng không? Mình cướp ở đây là mình nâng dịch vụ mình lên. Mình quảng bá mạnh mẽ hơn, mình offline phòng gym ghê gớm hơn. Video mình triệu view nhiều hơn. Đó là cách mình sắp xếp mình tổ chức làm sao. Rồi còn cái chuyện đem gà bển về đây nữa, cái chuyện đó chưa nói đó. Đem gà bển về đây chứ tao phát triển mày như vậy, mày đem gà về đây tao bao tiền khách sạn thôi, tiền massage mày chịu chứ. Đúng không? Chơi phải chơi vậy mới thân. Đúng không? Mình tự tin, tao đứng ra đây tao tự tin. Đó. Tao đã làm được cái điều thần kỳ trong mùa Covid. Đó. Mà RSB phải có cái lời gì đó với BBT và tập thể khách hàng tác có lời. Đó là triết lý của tôi. Nên mà thấy không, Lazada cảm ơn, phải cảm ơn cho được nha. Bạn thấy không, cái nội dung mà Lazada cảm ơn đó, bạn thấy cái Lazada cảm ơn đó đâu, nó phải có cái gì đó của tôi vô, nó cảm ơn mới ra vậy. Đúng không? Bạn nghe lại nè, cuối clip. Đối với tôi, khách hàng là thượng đế. Đối với tôi, khách hàng là quan trọng. Làm gì làm, cảm ơn khách hàng của tôi. Rồi cảm ơn tôi sao, cũng được. Đúng không? Chứ tôi không chấp nhận tất cả những nhân viên hay là ABC fan viết cái đó đạp đổ chén cơm. Không, đạp đổ khách hàng. Dịch vụ phải là xịn xò. Đúng không? Giống như hai chữ đẳng cấp mà Duy Nguyễn đã dày công xây dựng. Mà đẳng cấp phải đẳng cấp nhiều khía cạnh. Chứ không phải cái sản phẩm đẳng cấp không mà dịch vụ mày cùi bắp. Đó. Giống như hôm nay là có thằng kia nó mua máy chạy bộ, nó ăn câu nghe bực mình ghê á. Nó nói cái tự nhiên cái inline của em chỉnh không lên mà anh Duy kia tháo ra coi cái dắt nó có lỏng không, em cấm mà em sợ tháo ra lỡ cái gì hư không, anh bảo hành. Mày tháo ra hư tao đổi mày cái mới. Mày tháo ra hư tao đổi mày cái mới mày. Bảo hành mà anh nói chuyện vô lý. Ủa làm ăn là gì? Mình giúp đỡ, mình support khách hàng. Chứ đâu phải làm ăn là lừa đảo khách hàng. Tao gài cho mày tháo ra rồi mày hư tao bảo hành cho mày. Đồ chơi vậy, con ra đường xét nó quýnh chết. Ngồi mẹt xét nó quýnh cũng chết nữa. Đúng không? Nó nghe tự ái bạn. Nó nhiều khi mình nó yên tâm. Cái đó không phải là con người của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn này nói được, làm được. Cái đó là cái điều mà tôi hay quan trọng nhất, cái ngạo khí của tôi. Tôi rất là ngạo khí. Mà tôi nói gì là tôi làm được, không nói. Còn làm được thôi. Nó trước bước qua. Đây. Cái video cảm ơn bạn nghe cho nó rõ này. Hi, I'm Lee Labrada with Labrada Nutrition and I'd like to congratulate BBT Company for the opening of a new Full Gym Center branch in Vietnam. Đó, thôi, nội dung dài quá, các bạn cứ xem video đi. Và chuẩn bị cơn bão Na Uy đã đến. Mà ở Na Uy, như tiết lộ thêm, không chỉ là súp mà còn cái khác nữa. Wow. Nha. Thị trường Bắc Âu, sản phẩm chất lượng cao của xứ Scandinavia. Wow. Na Uy sẽ có mặt tại Việt Nam trong vòng 3 ngày nữa chính thức phân phối. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.